Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2019 ước đạt 110,4 triệu đồng cho một lao động. Điểm đáng chú ý là nếu mà đem con số trên đi so sánh với các nước ở Đông Bắc Á và ASEAN, thì ở 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ quan trọng của Việt Nam thì đều ở mức gần hoặc là thấp nhất. Theo các chuyên gia thì có nhiều nguyên nhân khiến cho mức năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn nhiều với các nước ở trong khu vực và ở trên thế giới. Do trình độ công nghệ, tay nghề công nhân còn thấp, định vị chiến lược của Việt Nam còn hạn chế. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng khoa học kỹ thuật, các công cụ cải tiến vào trong sản xuất kinh doanh. Sắp xếp lại thời gian di chuyển của công nhân, giảm tổn thất nguyên liệu, giảm tỷ lệ hàng lỗi, áp dụng công nghệ để tăng năng suất. Đây được coi là bước đi đúng đắn của doanh nghiệp này trong một vài năm trở lại đây. Kết quả là đã tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng 600 triệu đồng mỗi năm, từ đó năng suất lao động cũng tăng lên. Thời gian di chuyển của công nhân hiện nay nó rất là thuận lợi. Trước nay là mỗi cái công đoạn chúng ta xa nhau, thì tôi hiện nay sắp xếp theo thứ tự từng khâu A tới khâu B, khâu C, thì họ lấy sản phẩm rất là dễ dàng. Doanh nghiệp đã thực hiện chương trình năng suất chất lượng quốc gia 712 do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai. Tất cả các công đoạn của công ty đều phụ thuộc vào thao tác của người công nhân. Vì vậy, họ lựa chọn áp dụng công cụ cải tiến thông qua phương pháp hạch toán chi phí dòng nguyên liệu để giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất. Kiểm soát được và thống kê được chi phí trong sản xuất, và đồng thời dẫn đến nó là chúng ta kiểm soát được cái khắc phục những cái những điểm không phù hợp. Theo các chuyên gia, để nâng cao năng suất chất lượng, ngoài những chính sách hỗ trợ của chính phủ, ở góc độ doanh nghiệp phải đánh giá lại phương pháp cũng như kế hoạch của mình liệu đã phù hợp hay chưa. Sau khi đánh giá chính xác thì sẽ tìm ra những sáng kiến, phương pháp và tầm nhìn mới. Điều các doanh nghiệp Việt Nam cần làm là phải tăng cường năng lực về khoa học và kỹ thuật. Nếu không đầu tư vào khoa học kỹ thuật thì việc ứng dụng những công cụ về năng suất sẽ không thực sự hiệu quả. Vì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng năng lực về sản xuất cực kỳ quan trọng đối với họ, chứ không phải là năng lực về nghiên cứu và triển khai thực hiện. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai áp dụng cải tiến năng suất tại các doanh nghiệp cho thấy có những doanh nghiệp năng suất lao động tăng tới 70%, năng suất nhà máy tăng từ 10 đến 30%, giúp người lao động tăng thu nhập từ 10 đến 15%.